Xin chào bác đã vào kênh của siêu thị máy Ecomart. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác mẫu điều hòa của Casper, công suất là 9.000 BTU hay còn gọi là 1 HP, loại một chiều có inverter. Model sẽ là IC-09TR32. Model này ra mắt từ năm 2020 và vẫn tiếp tục sản xuất và bán trong năm 2022. Đây, em sẽ quay một vòng cho các bác xem. Mẫu này là mẫu 9.000 một chiều có inverter, dòng của Casper. Trên thị trường đang bán dòng điều hòa Casper 9.000 một chiều inverter thì sẽ có hai mẫu, đó là mẫu HC-09IA32 ra mắt năm 2021 và mẫu này IC-09TR32 ra mắt năm 2020. Đây các bác có thể nhìn thấy điểm khác biệt này. Dòng HC-09IA32 của năm 2021 thiết kế thì nó sẽ là mặt thẳng, các cái đường thẳng cắt rất là vuông góc. Còn dòng IC-09TR32 của năm 2020 thiết kế mặt nó sẽ là hơi cong. Đây các bác nhìn này. Nó sẽ là đường cong. Và kích thước nó sẽ nhỏ gọn hơn dòng HC, dòng của 2021. Các bác nhìn ở trên màn hình này, sẽ có hai mẫu, một mẫu của năm 2021 và một mẫu của năm 2020. Về kích thước lắp đặt của mã IC-09TR32 này, chiều dài sẽ là 71,5 cm, chiều cao là 28,5 cm, chiều dày là 21 cm, nặng là 7,4 cân. Kích thước cục nóng, chiều dài sẽ là 79,5 cm, chiều cao là 49,5 cm, dày là 27 cm, nặng là 21,1 cân. Chiều dài ống đồng nó là tối đa cho máy là 25 m và tối thiểu là 3 m. Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng và mặt lạnh là 10 m. Máy sử dụng ống đồng có kích thước là 6/10. Công suất tiêu thụ điện của mã IC-09TR32 này là 0,75 kW/1 giờ, tương đương với 0,7-0,8 số điện trên 1 giờ thôi, phù hợp cho những căn phòng ở dưới 15 m². Mẫu này thì vẫn sử dụng ga là ga R32, công nghệ ga mới và thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng. Điều hòa Casper thì bảo hành là 3 năm toàn máy và 5 năm cho máy nén. Máy thì xuất xứ tại Thái Lan. Về công nghệ và tính năng của mã này thì thứ nhất là được trang bị tấm lọc hóa chất giúp loại bỏ các tạp chất hữu cơ bay hơi có hại trong không khí và giúp bảo vệ sức khỏe người dùng tốt nhất. Thứ hai là chế độ làm lạnh nhanh turbo. Máy được trang bị máy nén chất lượng cao, mang lại hiệu quả làm mát rất là nhanh, và chỉ sau khoảng tầm 30 giây đến 1 phút thôi, khi bật chế độ turbo các bác đã cảm thấy không khí trong phòng rất là mát mẻ rồi. Với các cái mẫu điều hòa Casper mà có inverter ấy, thì chế độ này sẽ là chế độ turbo. Còn những dòng mà không có inverter ấy, thì sẽ gọi là chế độ super. Thì hai cái chế độ này bản chất nó sẽ giống nhau, đều là cơ chế hoạt động như nhau. Thứ ba là công nghệ cảm biến Follow Me. Máy sẽ cảm biến được nhiệt độ xung quanh khu vực của điều khiển, sau đó thì sẽ tự động điều chỉnh được nhiệt độ cho thích hợp, phù hợp với nhiệt độ khu vực xung quanh điều khiển. Cái nút Follow Me này thì sẽ nằm trên điều khiển, các bác chỉ cần bấm vào nút thôi, nó sẽ tự động chạy chế độ này và cảm biến nhiệt độ xung quanh điều khiển. Cho nên là các bác nào mà ở phòng rộng, các bác mà di chuyển thì các bác nên cầm theo điều khiển, thì nó sẽ tự động cảm biến được nhiệt độ xung quanh khu vực điều khiển. Thứ tư là công nghệ inverter I-Shaping của Casper. Khi mà nhiệt độ trong phòng đạt tới nhiệt độ đặt trên điều khiển rồi thì máy nén sẽ giảm tần số hoạt động xuống chỉ còn khoảng 1 Hz thôi, giúp giảm điện năng tiêu thụ đến tối đa và tiết kiệm điện cho các bác. Thứ năm là công nghệ tự làm sạch self-clean. Cơ chế hoạt động của chức năng này là đóng băng dàn lạnh, sau đó thì kích hoạt làm nóng để làm tan băng, giúp loại bỏ những vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc bám trên dàn lạnh.
giúp máy của bác chạy được mát hơn và không khí thổi ra được trong lành. Thứ sáu là có cơ chế bảo vệ an toàn kép phát hiện rò rỉ thông minh. Máy của Capper thì có hệ thống bảo vệ rò rỉ khí ga thông minh được thiết kế trong máy. Khi mà phát hiện có khí ga rò rỉ thì hệ thống lập tức cảnh báo lỗi đến hệ thống trung tâm và phát tín hiệu dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho các bác. Thứ bảy là cánh tản nhiệt được mạ vàng giúp hạn chế các tác động ăn mòn của các tác nhân bên ngoài không khí như là mưa rồi hơi muối, nắng nóng. Cái lớp bảo vệ chống ăn mòn Goldfin này thì sẽ được phủ ở trên cả dàn lạnh và cục nóng. Đây, em mở cho các bác nhìn này. Đó. Đây là cái tấm lọc bụi của điều hòa Capper này. Đó. Các bác nhìn thấy cái dàn tản nhiệt này, nhìn sẽ là màu vàng này. Nó được phủ lớp chống ăn mòn Goldfin. Tấm lọc bụi này của dòng Capper thì các bác cầm sờ thử nó sẽ rất là dày, dày trơn mịn. Cái mắt nó rất là nhỏ, lọc được bụi, anh nghĩ rất là tốt. Và điều chú ý nữa, cái điều này thì em cũng nhắc rất nhiều trong video rồi, thì các bác mà sử dụng điều hòa thì các bác nên thường xuyên vệ sinh cái tấm lọc bụi này. Bởi vì khi mà sử dụng một thời gian ấy thì bụi bẩn nó sẽ bám dính trên cái tấm lọc bụi này, nó sẽ bịt hết các cái lỗ thông hơi này, cái đường gió thổi ra sẽ bịt và sẽ gây là điều hòa sẽ không được mát. Thì các bác sử dụng một thời gian các bác nên thường xuyên vệ sinh. Vệ sinh cũng rất là dễ dàng, các bác chỉ cần mở cái nắp này lên và rút ra, rút giống như lúc nãy em rút ra ấy. Đây, cái tấm này nó chỉ gài vào đây thôi, các bác chỉ cần rút ra và mang ra vòi nước xịt rửa cho sạch bay hết cái bụi đi, sau đó thì vẩy khô và lắp lại ở trên dàn lạnh thôi. Đây. Hai bên, mỗi bên có một tấm thì các bác vệ sinh cả hai để giúp điều hòa lúc nào được mát hơn. Thứ 8 là máy sẽ có chức năng tự động khởi động lại khi có điện. Và thứ 9 là chức năng hẹn giờ bật tắt. Dòng Capper, dòng điều hòa của Thái Lan, giá thì nó sẽ tương đối là rẻ và có rất nhiều những tính năng. Dòng mẫu của năm 2020 này đang bán tại siêu thị điện máy Ecomat có mức giá là 6.550.000 tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt. Nó sẽ rẻ hơn mẫu của năm 2021. Năm mẫu của năm 2021 thì giá sẽ là 6.750.000, thì mẫu này sẽ rẻ hơn 200. Còn lại những tính năng khác thì nó sẽ đều y hệt giống như vậy thôi. Cho nên là nếu bác nào mà cần mẫu rẻ tiền thì các bác có thể chọn mẫu này. Và em lưu ý các bác là nếu các bác nào mà mua hàng mà ở khu vực Hà Nội, Đông Anh, Mê Linh thì các bác nên để bên em lắp đặt. Bởi vì là ngoài thời gian bảo hành theo máy thì bên em còn bảo hành lắp đặt là 1 năm cho các bác. Các bác khi mà mua hàng bên em thì hoàn toàn là yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ. Máy bảo hành là 3 năm chính hãng rồi và 5 năm cho máy nén. Và Ecomat là lắp đặt thì bảo hành là 1 năm lắp đặt cho các bác. Ở trên đây thì em đã giới thiệu cho các bác dòng điều hòa của Capper 9000 BTU, 1 chiều có inverter, mã sẽ là IC-09TR32. Nếu bác nào cần biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc là thông tin bán hàng, tư vấn, các bác có thể gọi về số 0974178586 hoặc là truy cập website ecoemat.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.